Nói sao mà? Xin chào các bạn, đây là Lê Thái Bảo. Năm nay mình 9 tuổi, học ở trường tiểu học Đắc Xi Mát Đông Anh. Hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về dự án và đồ thế giới của mình. Đầu tiên là ở đây có 5 châu, 4 châu lục. Khi mình ấn vào các châu thì sẽ có một viên sở hiện lên và hỏi để chúng ta trả lời. Nếu trả lời đúng, các di sản sẽ di chuyển đến lục địa của nó. Và nếu trả lời sai, thì chúng sẽ biến mất, và cho đến khi bạn ấn lại vào lục địa đó thì và có thể trả lời lại. Để bắt đầu thì các bạn hãy ấn vào nút ở giữa màn hình. Và sau đó các bạn sẽ để trả lời câu hỏi, các bạn cần ấn vào mỗi châu lục để di sản hiện ra và hỏi. Và đây các bạn trả lời. Con vừa nói con vừa thực hiện luôn, con vừa chơi luôn cho mọi người xem. Nếu mình trả lời sai thì chúng sẽ đi đến trung tâm, và nếu mình trả lời lại thì mà vẫn sai thì chúng vẫn thấy. Còn với những cái khác thì điều này cũng tương tự. Con vừa trình bày, con vừa mô tả luôn, vừa nói vừa chơi luôn. Con nhấn vào châu Á thì con nói là nhấn vào châu Á thì câu hỏi gì hiện lên và trả lời cái gì, và sau khi trả lời xong thì cái hộp này nó sẽ nhắn tin gì lên trên màn hình nhá. Ấn vào châu Úc thì cả sẽ như thế ra để chúng ta trả lời. Nếu chúng ta trả lời đúng thì nó sẽ bay về đúng điểm của nó. Đâu trả lời đúng đâu. Và Đúng thì con gõ luôn à, cái câu trả lời đúng đi. à. À. Và với các di sản khác thì nó nói như vậy. Nếu như trả lời sai thì chúng sẽ bay về phía trung tâm và đợi đến khi bạn ấn lại vào trong đó và trả lời lại. Đâu trả lời sai đâu con. Mình vừa nói Đây mình ạ. phải thực hiện luôn nhé. Các thực hiện luôn theo lúc nói cái trả lời sai.
chạm vào một châu lục sau đó trả lời sai câu hỏi đấy để cô xem là nó có hiệu ứng gì. Nếu trả lời sai thì nó sẽ bay về phía trung tâm. Và hộp Và đây khi mình trả lời lại khi là đúng thì nó sẽ bay về châu lục của đúng không ạ? rồi. Con trình bày tiếp đi. Tiếp đi con. Hết giờ thì mình sẽ nói thế nào? Là của mình đến đây là hết giờ. Cảm ơn tất cả các thầy cô và các bạn vì đã lắng nghe. Ừ, rồi cô Tạm cảm ơn bạn biệt. Bảo. Bạn Bảo rất cố gắng để trình bày hết cái phần thuyết trình của mình. Đúng nào. Thế cho cô hỏi là cái click us TNT này là gì đây con? Sao lại để ở giữa màn hình này con? Cái này để làm gì đây con? Chỉ là để chỉ cho người ta biết là phải ấn vào cái Khi quả nào thì tên ở nó đây ẩn người đi. ta sau 2 giây ạ. À sau 2 giây thì ẩn. Thế còn cái invite này là gì đây con? Là lúc để lấy chừng một tí vậy ạ. Lúc nào lại lên đây này. Ừ. Rồi. Một lúc sau nó lại À, lúc nãy con đã chia sẻ về phần cốt của nhân vật mà con yêu thích chưa? dạ Con chia sẻ phần cốt của một nhân vật mà con thích chưa? Chưa thì con chia sẻ đi. là Mở phần cốt của một nhân vật mà con thích kìa, con chia sẻ phần cốt của nhân vật đó đi. Rồi đấy, chia sẻ nhân vật này đi. Cái chia sẻ Phóng to lên một chút đi cho cô nhìn khối lệnh cho rõ nào. này được chưa? Được, thêm một chút nữa đi con. Một chút Ừ. Rồi, con trình bày đi. cái đoạn lệnh này là đoạn của một cái di sản và mình ấn vào châu lục thì nó sẽ phát pin và khi di sản nhận được pin này thì nó sẽ hiện. Nếu trả lời đúng thì nó sẽ phát tin đúng và đi tới châu lục của nó, và nếu trả lời sai thì nó sẽ đi, nếu trả lời sai
thì nó sẽ phát đi và đi với độ không không ạ. Ở cả cái này trả lời đúng hoặc sai thì kích thước của nó đều là đạt thành 20% đúng không? Không biết. Rồi, con có thích chương trình này không? À, đó. Ừ, con có định phát triển gì thêm nữa không? Đó. Con định thêm nhân vật nào và nó có chức năng gì? Rồi thêm là cái nút để chỉnh chế độ, nó sẽ có hai chế độ bình thường, nó có sẽ có thêm hai chế độ nữa là khó và siêu khó. Ừ. Khó là mức độ khó vẫn sẽ tăng lên và khi mình trả lời sai thì vẫn được trả lời lại. Nhưng đối với siêu khó thì nếu trả lời sai là không được trả lời lại nữa, Ừ. không được trả lời lại nữa. Ok. Rồi. Cô cho con xem khối lệnh của cái nhân vật invite này nào. Thì lại của nó đơn giản vậy. Lệnh invite ấy. À. Tích chuột vào nhân vật invite ấy. Không, phải tích chuột vào phần quản lý nhân vật ở dưới này chứ con. Chỉ là À, đúng rồi ạ. rồi, khi bấm vào nhân vật này chuyển sang trang phục. Ừ, chỉ chuyển sang trang phục thôi chứ không có chức năng gì đúng không? Rồi. Để cô nhận xét về phần thuyết trình của Bảo này. Về phần thuyết trình thì con cần nói rõ ràng hơn một chút. Giọng con cũng hơi khó nghe. Thế còn về kỹ thuật lập trình thì con đã có đầy đủ các chức năng cơ bản. Mặc dù là con có nghỉ học một số buổi nhưng cô thấy là cái sản phẩm của con nó cũng có đầy đủ chức năng cơ bản. Ngoài ra con còn có thêm cái nhân vật Rainbow. Cô xem cái nhân vật Rainbow với cả Bamboo này của con xem nó có tính năng gì nào. Hai cái này nó cũng là Cũng giống in vai này, nó chỉ chỉ là để đổi trang phục thôi. Đúng không? Rồi. nó chỉ là cái nút đầu đấy. Rồi, con có sáng tạo một chút xíu, có thêm hai nhân vật này. Đấy. Và con có đổi các di sản, có sáng tạo là đổi các hình ảnh di sản. Được rồi. Ok. Thế là về phần lập trình là tốt rồi. Còn về phần thiết kế hình ảnh thì cô thấy là hình ảnh con vẽ rất là đẹp. Các châu lục ở đúng cái vị trí của nó. Đấy. Thì con chỉ cần luyện tập thêm phần thuyết trình để nói nó rõ ràng hơn một chút và dễ hiểu hơn một chút nữa là được nhé. Cô cảm ơn bạn Bảo. Bảo là lớp mấy cô nhỉ? À, năm nay con lên lớp 4 á. Rồi. Rồi, cô cảm ơn bạn Bảo nha.